Đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nha. Em lên cho bác hai cặp bát để về các bác cho cái việc gọi là chê cháo hay là mình đầu lối thêm nhá. Đấy. Hay là bác nào mà đang có loa bát còn kêu rồi nhưng mà nó bị đang bị hỏng hoặc là bị rách rước thì thay vì đi sửa thì em nghĩ là lấy luôn các những cặp như này. Đấy. Giá thành hợp lý mà nó sẽ tiện hơn nhiều so với các bác đi sửa. Đấy. Ok, thì đây là hai cặp bát nhé. Một cặp ở đây là bát 13, một cặp là bát 12 nhé. Đấy. Hai dòng này đều thuộc cỏ Onkyo. Từ đều được bọc giảm nhựa qua nhé. Đấy. Đấy. Đấy, công suất của bát ở đây là 25W này. Trở kháng là 3.5 này. Đấy. 25W trở kháng là 3.5. Cặp đầu tiên ở đây nó là dòng bát 13 các anh nhé, bát 13 đấy. Màng carbon dòng lón nhọn này, đây kích thước của nó đây các anh nhé. Em đặt thước này, đo hết cái bên ngoài nó rơi 13 này đấy, còn nếu mà đo tâm chéo của ốc này thì nó rơi khoảng 12, tâm vuông nó rơi khoảng là 8.5. Đấy, thì đấy là kích thước của cặp bát. Rất tuyệt vời. Tiếp theo thì đến cặp bát này, bát 12. Đây, kích thước của nó đây. Đấy, bát 12 nhá. Tâm chéo của ốc này nó rơi vào khoảng là 11.5. Tâm vuông này nó rơi khoảng 8. Đấy. Con này thì màng của nó là màng giấy các bác nhá. Đấy, cùng là dòng phân cao su. Đấy, nhưng mà nó sẽ phân hai loại này, một con màng giấy này. Đấy, bác nào thích kiểu tiếng gọi là hay nghe nhạc bolero thì nên lấy cặp bát này, bát 12 nhá. Đấy. Còn cặp bát này thì nghe bolero cũng rất là tuyệt vời. Đấy, và ngoài ra thì cái phần remix nhá. Đấy, những bác nào mà thích kiểu nghe nhạc nó liên khúc ấy, nó có tí remix thì nghe những cặp này thì bánh tiếng trống bánh rất hay này. Đấy, tiếng bánh rất vang. Rất là xịn. Đó, cái này thì về ví dụ các bác không thích thì có thể là bỏ cái kiềng ra nhá. Đấy. Nó có thể tách được cái kiềng ra. Đấy, về có thể bỏ cái kiềng bên trên ra này. Đấy. Ở đây thì em sẽ để nguyên tại vì là khi em úp lại nhé, để em úp lại như này cho nó đóng hàng cho các bác là nó sẽ không bị bẹp cái lón. Đấy. Nên em sẽ để nghiêng nguyên cái kiềng này. Còn về có không thích thì có thể là bỏ cái kiềng ra nhé. Này, cái kiềng trên này. Đấy. Vâng, đấy thì cặp 13 này nhá, cặp màng carbon trắng này, bát 13 này thì cặp này là giá của nó là 680.000 nhá. Đấy, 680. Ok, còn cặp này thì giá của nó là bát 12 này nhá. Bát 12 này là giá là 570. Đấy. Ok. Đấy. Bát ở đây thì em đã test đầy đủ hết cho các bác nhá. Đấy, bác nào chốt cặp nào thì em sẽ test đầy đủ cho các bác luôn. Nhá, nên có yên tâm. Đấy, ví dụ như cặp này nhá. Này, các bác chỉ cần báo cho em là con bát Onkyo có mã là W1277A. Đấy thì bên em sẽ chốt cho các bác là con này và bên em sẽ test đúng con này luôn. Và video thì bên em sẽ đọc tên của các bác này. Đấy, đọc tên của các bác này rồi đọc đuôi số điện thoại. Đấy thì của bác nào thì bác sẽ nhận nhá, tại vì là anh em là có lúc là mấy bác khách hàng sẽ gọi là lấy hàng nhá. Đấy, thế nên là em sẽ test test đọc tên số điện thoại và đọc cái số à, đọc đọc cái địa chỉ của bác để cho nó khỏi trùng nhau nhá. Đấy, ví dụ như em quay một cặp bát như này thì sẽ các bác đọc mã như này hoặc là các bác lấy mã này, thế nên là phải đọc tên và địa chỉ của bác để tránh test cho các bác là nhầm nhá. Đấy. Ok. Đấy, giá thì em sẽ để ở cái phần tiêu đề nhé. Đấy thì bác nào có quên hoặc là chưa nghe rõ thì có thể là nhấp vào phần tiêu đề có số điện thoại và giá luôn. Đấy thì bác nào chốt cặp nào thì alo cho em. Cặp này là bát 13 này, cặp này là bát 12 này. Đấy, vâng. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.